Bệnh loãng xương đang ngày càng gia tăng ở nước ta và đây là một vấn đề cần được quan tâm để giảm số ca gãy xương và giảm chi phí y tế quốc gia cũng như là giảm chi phí của người bệnh. Điều này là do xuất phát từ thực tế là khẩu phần ăn của người Việt Nam hiện nay thì chỉ mới đáp ứng được 50% nhu cầu canxi và đây là kết quả từ nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Y và Xã hội học cụ thể dinh dưỡng canxi và vitamin d trong khẩu phần ăn của người việt nam bị ảnh hưởng nhiều do thói quen ăn uống chưa hợp lý trong đó việc sử dụng nguồn canxi giá trị sinh học cao trong sữa còn hạn chế đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi ở nước ta còn cao nguyên nhân gây thiếu canxi là do hấp thu canxi kém vì không có đủ lượng vitamin d cơ thể mất quá nhiều canxi qua đường nước tiểu do nhiều người không có thói quen ăn uống lành mạnh nhiều người sử dụng nhiều nước ngọt có ga, protein động vật và không đồng hành với tăng canxi, bên cạnh đó lại ăn quá mặn và nguồn thức ăn lại không có nhiều canxi. Thấp bé nhẹ cân không phải là thuộc tính di truyền của người Việt Nam, nếu cải thiện được chế độ ăn nghèo canxi như hiện nay thì tầm vóc sẽ được cải thiện.